Trước nhà bà con mình ở bán là gia đình bông cúc chưa có nở nhiều quá đó, thấy mùi vị tết rồi đó. Đây là ngay chợ đất đỏ mình luôn á gia đình. Bông cúc, cúc bằng chậu này cũng nhiều tiền lắm gia đình, tại vì bà con mình mới bày bán ăn không có dám hỏi nha, hỏi nhiều lúc mấy anh mấy chị ở đây không có được vui, hỏi mà mình không mua mấy anh mấy chị không được vui nha. Con đẹp ghê chưa, đó khu vực đây là bán bông của anh Ba Búa. À, ngã Ba Búa ha, ngã Ba Ông Búa có bán bông rồi nha gia đình. Một cặp về là 1,6 triệu nha, bông cúc cặp này lớn không, để trước nhà là ok luôn, quá trời luôn, tím đỏ vàng gì là đầy đủ, nhiều loại bông em không có biết tên đó. Cúc đồng tiền này là dạng thọ đồng tiền, bông giấy này gia đình nở thấy đẹp chưa. Bông giấy là đủ màu luôn, năm nay em thấy bông giấy là khoe sắc đẹp. Em quay cái dàn bông giấy này cho gia đình mình xem, một chậu vậy nên bán nhiêu tiền em gái? À tùy loại ha, một chậu vậy là 500-700 là có hết nha. Dạ mến chào cô chú anh chị, ngày mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Em hiện tại giờ đang đứng trong ngay huyện đất đỏ nè gia đình, bên phía tay phải em nè là có con đường hẻm đi vô đường là Võ Thị Sáu nha. Đây em quay từ từ qua cho gia đình xem, đây là hẻm 1746 đường Võ Thị Sáu, rồi đây là đường thẳng quẹo vô trong chợ đất đỏ. Hôm nay em đến đây em quay chợ xuân cho gia đình mình xem, mời cô chú anh chị cùng đi với em nha. Em đứng trước hẻm Võ Thị Sáu, ở đây có cái nhà bà con mình đang bày bán bông nè gia đình. Đây em quay sát cho gia đình mình xem, bông ở đây bán đẹp lắm gia đình ơi, cúc nè. Cúc thì đủ màu nha, có nhiều loại bông em cũng không có biết tên. Bông hướng dương mà chưa có da bông, đang còn da nụ. Còn đây là bông cẩm chướng nè, cẩm chướng nó cũng có nhiều màu lắm gia đình ơi. Dàn bông giấy nè gia đình nở thấy đẹp chưa, bông giấy là đủ màu luôn, năm nay em thấy bông giấy là khoe sắc là đẹp. Em quay cái dàn bông giấy đây cho gia đình mình xem, một chậu vậy nên bán nhiêu tiền em gái? À tùy loại ha, một chậu vậy là 500-700 là có hết nha. Dạ dạ, đây nữa nè, bán hai bên đường cho ngay chợ đất đỏ mình luôn á gia đình. Một chậu là 500-700 cũng tùy theo chậu, chắc em nghĩ chậu nhỏ nhỏ thì nó rẻ tiền hơn, còn chậu lớn thì nó mắc tiền hơn. Khu vực đây em thấy thằng bông giấy không đó, 1 năm chỉ có một cái tết mới có thấy được những cái cảnh bông mới nhiều như vậy đó. Cái lá này giống cái lá sống đời quá gia đình, còn cái tên bông gì thì em không biết nha. Đây chắc là bông bồng gà ha gia đình, em mà có nói có lộn sai cái tên bông gia đình thông cảm ha. Đây là ngay chợ đất đỏ mình luôn á gia đình. Trời ơi cái dòng bông giấy nè gia đình, cái này như một chậu em. Dạ, như một chậu. Dạ, 1,2 triệu bông lớn này, 1,2 triệu. À một hàng dập đây là một cặp 1,2 triệu ha. Bông giấy này đẹp ghê luôn. Dạ.
Cái này ở đâu mình vinh lên đây em? Dạ ở nhà, ở trong vườn đây ghép đem ra đây bán. Vườn em trong đó hả? Dạ. Trong đó chắc nhiều bông lắm ha. Dạ, đúng rồi. Ở đây mình chạy vô đó sao? Kế bên này. Rồi. Một cặp 1.2 triệu nha gia đình, có mua ghé cái bên đường đi lên chợ Đất Đỏ nè. Trời ơi bán bông đẹp ghê luôn. Rồi chúc em mua may bán đất nha. Dạ, rồi, dạ. Thấy bông là thấy ham, mà thấy cái mùi vị tết rồi. Năm nay em thấy bông bông giấy mình đẹp. Còn đây là hoa ngũ sắc. Ừ, màu tím à. Bông giấy thì nó có nhiều loại lắm. Bông mồng gà màu đỏ đẹp ghê chưa? Cái bông giấy đúng đẹp hả gia đình? Đây là mình đi vô chợ nè gia đình. À, mình bước vô đây là thấy hay có mùi vị tết rồi gia đình ơi. Nay mới có ngày 20 âm lịch ở dưới à. Hai bên bà con mình cũng bày bán đồ đó. Chợ Đất Đỏ mình hôm nay em thấy buổi sáng nè, bà con mình bày bán hai bên đường nè, cũng nhiều lắm gia đình. Có mấy cô bán gà nè, bán bông, hoa, đồ chân, đồ mứt tết nè gia đình. Đây có cái nhà bà con mình ở nè, bán đồ chân, đồ tết nè. Cái này mình mua về là mình để bàn thờ mình chân là ok luôn. Kẹo mứt hột điều là có hết. Còn đây là bán cây cảnh. Mình đi vô trong nha gia đình. Hai bên đường bà con mình bày bán cũng nhiều lắm á. Để em đi qua bên đây, đi bên đây đi nghịch đường. Bông trang. Cái đó mình bán như một chậu anh. 80 ngàn một chậu. Có phát tài nữa, sứ. Ở đây có những chiếc xe bán trái cây. Cam xanh, bưởi. Còn bên phía tay trái em là nhà bà con mình ở cũng có bán đồ nữa. Chợ Đất Đỏ mình ở đây cũng rộng lớn lắm á gia đình ạ. Ở đây có bán thơm mà không thấy người ngồi bán. Thơm đây là mà trái nhỏ nhỏ này là mua về là tết mình chưng tết là vừa đẹp nha gia đình. Khóm ở đây là khóm miền Tây. 20 ngàn một bọc như vậy đó. Gọt sẵn luôn, hai trái 20 ngàn. Ở đây là có cái ngã rẽ, đây là đi ra đằng trước, trước cổng chợ. Còn đây là em đi thẳng vô là bên hông chợ nha gia đình. Bà con mình bày bán hai bên đường. Nầu niêu son chảo đồ mũ nè. Bán đồ inox cũng có luôn. Cái bên là có gian hàng bán bóp. Bóp đây là đủ hiệu luôn nha gia đình. Đây là bán đồ nhựa nha gia đình. Tết nhà bà con mình ai mà đồ mà cũ là đem ra đây là mua đồ mới về xài. Đây là cứ lấy 3 món là lấy 100 ngàn. Anh trai đây bán nè. Cứ lựa đúng 3 món là 100 ngàn thôi. Mâm inox, thau inox, đồ gia dụng. Anh trai đây bán bóp nè. À, bóp đây túi sách đủ loại nha gia đình. Ba lô cũng có bán luôn, 69k một cái. Hàng đồng giá nè. Nhà bà con mình bày bán mức độ quá trời luôn. Thấy mấy cái món đồ này là thấy là chuẩn bị mùi vị tết sắp đến rồi gia đình. Còn có 10 ngày nữa thôi.
Chị bán bông, bông vạn thọ. Ở đây là mình đi thẳng luôn, là đi ra đằng trước là trước cổng chợ lại. Còn bên phía tay phải em là đây là đi vô bên hông chợ. Lát nữa em đi vô trong khu vực đó cho gia đình xem. Bây giờ em quay ở đằng trước đây thôi. Ở đây là những cái đồ treo ở trong nhà nè, là những treo những cái cây bông, cây mai rồi gia đình. Màu đỏ nhìn thấy tươi không? Bao lì xì có luôn à. Đủ loại nha gia đình. À, bà con mình mướn những cái ớt ở đây nè gia đình, bán gạo nè. Còn ai bán mứt thì bán. Ở đây mình đi vô chợ cái mùa này á, mùa Tết thì chỉ có bán bông hoa và những cái đồ treo đồ Tết thôi. Trái cây. Còn mua quần áo thì vô nhà lồng bên trong. Ở đây bà con mình bán nè, bông giả nè, bông mai nè gia đình. Cái này mình mua về mình là bẻ những cái nhánh cây theo như ý mình á, rồi mình kết vô thành làm cây mai giả mình trưng cũng được. Vô gần tới trong ngay khu vực nhà lồng, khu vực nhà lồng thành phẩm nha gia đình. Đó, khu vực ở trong đó là bán đồ ăn sáng cũng có nè, bán bánh trái cũng có nè, rau củ cũng có nè. Còn phía bên đây là có một cái khu vực nhà lồng là bán thịt cá. Cái bên là nhà lồng, đối diện là nhà lồng bán thịt cá nha gia đình. Nhà lồng bán thịt cá là ở bên trong. Chứ có mấy cô mấy chị bán bắp bán bánh không. Đối diện nhà lồng thành phẩm á là nhà lồng bán thịt cá. Để em vô em quay từng khu cho gia đình mình xem. Mình vô nhà lồng bán thịt cá trước nha gia đình. Ở đằng trước nhà lồng bán thịt cá thì có mấy cô mấy chị bán mứt, bánh kẹo xanh xanh đỏ đỏ, về mua về chân Tết là đẹp. Đây cái hướng này là mình đi vô nhà lồng bán thịt cá rau củ nằm ở phía trước, còn thịt cá thì nằm ở bên trong. Đem quay mứt cho gia đình xem đẹp chưa. Mấy cái đây là đồ chứng ông thần tài nè gia đình. Để nghe bàn ông thần tài, ông đĩa tỏi á. Ở đây là có bán dưa hủ kiệu, dưa món. Hàng này là hàng nhà làm. Mình bán một hũ vậy là nhiêu chị? 80 ngàn một hũ dưa món ha. Đó, có để số sẵn luôn. Cải là 70, hũ nhỏ thì 50. Gia đình mình có đi chợ Đất Đỏ nhớ ghé ủng hộ chị gái đây đây. Rồi em cảm ơn chị nha, chúc chị mua may bán đất. Không, che lại, yên tâm. Che mặt lại. Mấy cô trong ngồi bán rau củ bên trong. Đây có bán măng nè, me. Bên trong là hàng bán cá bên trong á gia đình. Chợ Đất Đỏ thì lâu lâu em ghé một lần, tại vì mấy hôm nay là trời động gió, thành ra ghe xuồng đi cũng ít, cá mắm thì cũng hơi thưa, thành ra em ít có đi mấy cái chợ kia, chợ xa. Bây giờ cũng gần Tết rồi, em đi quay chợ xuân, chỗ nào bán bông hoa nhiều quay cho gia đình xem. Đây là những nhà hàng bán cá nè. Mấy hôm mà trời mà im á, cá mắm rồi nhiều, ghe xuồng đi nhiều, mấy gia hàng này bán cá nhiều lắm gia đình. Còn đây là mấy chị bán cũng hơi thừa, 20 Tết thôi. Chợ Long Hải, Phước Hải thì ở khu vực dưới đó thì cá mắm thì hơi nhiều hơn. Còn chợ trên đây thì
hơi xa biển chút xíu, thành ra cá mắm hơi ít. Đổ dài xuống là bà con mình bán đồ hải sản không gia đình. Còn phía tay phải bên đây là bà con mình bán cá đồng, bán ốc cũng nhiều. Ốc giác nè. Khu vực nhà lồng bên trong. Khu vực đây là bán ốc giấy nè. Mấy con ngồi bày bán hai bên đường, chính giữa là con đường đi nha gia đình. Cá bả trầu, cá đỏ đỏ gia đình. Có những nhà hàng em không tiện hỏi giá, gia đình thông cảm. Tại vì mấy cô ở đây nhiều lúc có cái quan niệm hỏi là phải mua. Nhiều lúc hỏi mà không mua mấy cô không được vui. Ở đây có những cái hàng bán cá nè, cá ngon lắm. Ở đây có cá hố, cá phèn, bạc má. Quay sát cho gia đình xem. Cá ngon chưa? Buổi sáng chợ Đất Đỏ mình thấy bà con đi chợ cũng nhiều. Ở đây thì có bán cá sồng. Bây giờ em thấy mặt cá sồng với cá ba trầu nhiều nha gia đình. Bên trước mặt bên hông nhà lồng luôn. Cũng có những gian hàng bày bán rau củ trái cây nè. Giống như là khúc đầu, khúc đuôi. Nhà lồng bán rau, bán thịt cá là vẫn có khúc đầu, khúc đuôi vẫn có người bán, bày bán đằng trước luôn nha gia đình. Còn chính giữa nhà lồng thì bán cá. Đó, quay về cho gia đình xem nè. Ở đây có gian hàng bán khô. Đủ loại khô. Tôm khô, cá khô, gà cho. Mắm cũng có nha gia đình, cá khô nguyên con, cá khô xẻ là có hết. Có cũng hai ba gian hàng bán khô là nằm một hàng dọc luôn. Khô đây là đủ loại. Cô chỉ tẩm mà. Cá khô ép mà. Cái bên nó có những hàng thịt. Tại thịt em ít có quay nhiều lắm gia đình. Còn đây là gian hàng bán cá. Cá cái gian hàng này em thấy cá nó tươi lắm nè gia đình. Cá sòng nè. Mình thấy cá tươi ngon chưa? Cá hố nè. Cá bả trầu. Cá đối. Hai bên khúc sau đây là bán thịt. Nhà lồng chợ cá thì em nhìn qua đối diện là có cái nhà lồng bán đồ ăn uống nha. Đó, gia đình thấy à, về đi qua bên đó. Đi ra trước nhà lồng thịt cá thì có mấy cô ngồi bán rau củ. Khỏi nhà lồng bán thịt cá thì có một cái chỗ khu vực để xe. Và đây là có chỗ bán bánh, bánh kẹp nha. Giờ đi qua bên đó, bên khu vực bên nhà lồng ăn uống là có bán bánh trái rồi bên đó gia đình. Năm nay em thấy bông hoa đồ chưa có bán nhiều. Cũng tùy theo chợ, như chợ Đất Đỏ thì em thấy chưa có bán nhiều. Vô cái chỗ bán bánh. Này.
bán đồ ăn ở đây, cái khu vực này bán đậu phộng, khoai nè, chè. Phía bên kia thì bán gỏi cuốn đồ ăn. Ở đây có bán bánh bắp, bánh ít, bánh tầm, chè cho nước, khoai, đậu phộng, mít. Quay sát gia đình xem là đó. Cô chú anh chị nào mà ở nước ngoài mà ở xa thấy mấy cái bánh này thèm lắm. Kế bên gian hàng đây thì bán cũng những cái món giống vậy luôn. Chè cho nước, cơm rượu. Hả? Sáng giờ em bán được không? Vậy anh chúc em từ đây cho tới trưa là em sẽ bán hết. Phía bên trong là bán đồ ăn, đồ ăn sáng. Có những gian hàng bán bún, bán bánh hỏi. Khu vực bán đồ ăn sáng là đây nè gia đình. Mà bên phía bên đây là gian hàng bán rau củ. Khu vực bán rau củ. Dạ. Thì có cô đây bán tàu hũ nè. Tàu hũ trắng, tàu hũ chiên. Đó. Tàu hũ trắng có. Tàu hũ kỳ cũng có luôn. Nào quay sát cho gia đình xem, mua đồ ăn chay là tới đây mua nè. Dạ, tàu hũ xả ớt. Dạ rồi, chúc cô mua may bán đất nha. Dạ. Ở đây có cô đây bán bánh tét nè. Rồi cô để đây đất nữa qua ủng hộ cho cô. Cô bán là còn có một đòn một á ha. Dạ rồi, cô để đó đi 20 ngàn phải không? 20 ngàn. Rồi chúc nó qua ủng hộ cô liền. Thì chung một cái nhà lồng luôn. Dãy bên đây thì bán đồ ăn sáng. Chính giữa là mấy cô bán đồ ăn buổi trưa. Ví dụ như là bún nè, bánh hỏi nè. Là mình mua về, thí dụ nhà bà con mình mà có đi chợ mua mà về nhà ăn khỏi cần nấu cơm trưa cũng được. Là cái dãy khu vực ở đây. Đổ dài đi ra ngoài luôn. Còn khu vực bên trong là bán rau củ. Đó, em quay hết trong cái nhà lồng bán. Bên đây là nhà lồng thực phẩm nè. Còn bên đây là nhà lồng bán đồ ăn sáng. Khu vực bên đó là bán rau củ, hồi nãy em có quay cho gia đình mình xem rồi. Bây giờ cái hướng đây là cái hướng đi ra lại. Đi ra lại thì bọc cái dòng kia là đi ra ngoài khu vực nhà lồng bán quần áo, giày dép nha gia đình. Đó, em đi bọc theo cái dòng bên phía đó đó. Cái này cái bằng... Hả? Chục cái em lấy cho 40. Thì 5 ngàn thì lấy 5 ngàn. Lấy cho 4 cái đi. Rồi 5 cái 20 cũng được, muốn bán sao cũng được. Còn cái này là bánh gì? Bột mì. Bột mì. Cái này nhiêu cái? 10 ngàn 4 cái phải không? Rồi ủng hộ cho 4 cái nữa luôn. Là tổng cộng là nhiêu? 30 đúng không? 30. Rồi, đi qua ủng hộ chị gái bên đây coi bán cái gì. Có bánh nào nhân chuối không? À, đây bánh gì nè? Bánh gì bằng cơm nếp đúng không? Nhiều hộp. Giờ lấy cho hộp ủng hộ chị gái luôn. Nè chị, tiền nè. Cơm nếp đúng không? Cái đó mình ăn trong ngày hay là qua ngày mai ăn cũng được mà phải không? Rồi tiền của em để đây nè chị. Rồi, cảm ơn chị nha. Chúc chị mua may bán đất nha. Gái bán gỏi cuốn. À, dạ, chào cô. Gỏi cuốn này bán ngon hả cô? Ở đây con có ăn rồi. Dạ.
Dạ con ở Long Hải. À, em gái đây bán gọi cuốn nha gia đình. Dạ đúng rồi. Gọi cuốn này bán ngon lắm gia đình, có đi chợ Đất Đỏ ghé ủng hộ em gái đi. Rồi. Có bún mắm nêm hôm nay có thêm cái món bún mắm nêm nữa hả? Có gọi bún mắm nêm nữa. Ừ, rồi chúc em mua mây bán đất nha. Em bán tới mấy em mới nghỉ? Hả? 24, 25 ngày, bữa nay mới có 20, còn 4, 5 ngày nữa. Rồi. Quê em ở đâu? Còn em? Em dân ở Đất Đỏ. Rồi. Dạ đúng rồi. À, là em đứng trong khu vực nhà lòng ăn uống với lại trong đây nè. Bây giờ em đi ra ngoài. Thì em đi ra ngoài bên hông nhà lòng ăn uống á, có những cái gian hàng bà con mình bày bán nè. Em mới đứng bên trong trò chuyện với lại em gái bán gọi cuốn. Mấy lúc em cũng có lên, cũng có ủng hộ em gái rồi. À, đây là bán trái cây. Bông hoa thì theo chưa, khu vực đây thì chưa thấy chân nhiều nha gia đình. À, cái dòng nữa là ra hết khu vực chợ Đất Đỏ mình. Đây là đi thẳng ra cái hướng ở đằng trước lại. Giờ em đi ra đằng trước lại. Đằng trước đây là nãy em đi vô á, bà con mình cũng bày bán hai bên nè. Giờ này nắng lên cao rồi gia đình. Tới cái khu vực đây là không có cho xe lớn vô, sợ kẹt chợ, lưu thông bà con mình đi chợ Tết á, thành ra nó không có cho xe lớn vô. Để em đi ra đằng trước lại, quay hết khu vực chợ Đất Đỏ này cho gia đình xem. À, cái nhà lồng thì nằm chính giữa, còn hai bên là nhà bà con mình ở nè. Dạ, chào anh. Đó, rồi. Chào em, chúc A Đù Long Hải. Dạ. Rồi, chào, chào em. Ở đây nhà bà con mình bán có cái tên là Cẩm Tú không? Đó, bán nầu niêu son chảo tô chén dĩa đầy đủ. Đồ gia dụng á. A Đù Long Hải. Dạ. Dạ không phải. Rồi chúc hai em mua may bán đất nha. Rồi chào em. Kế tiếp nè gia đình. Cũng bán đồ gia dụng luôn nha gia đình. À, nhà lồng. Bên trong đó là bán quần áo đó, bây giờ em đi mời cô chú anh chị đi với em nha, đi vô bên trong. Mình đi vô bên trong xem bà con mình bán đồ bên trong á. Nắng nhiều lúc nó hơi chói, gia đình thông cảm nha. Đó, đi ra đó là ở đằng trước bán quần áo. Bây giờ em đi vô bên trong, em đi bên đây, cái đây có cái hướng đi thẳng vô, em đi vô cho gia đình xem. Dạ, giờ mình đi vô bên trong nhà lồng nè. Ở đây thì mấy cô nói là khách thì không có, ít khách. Đó, thấy mấy cô ngồi bán không mà không có người mua. Vắng lắm gia đình à. Thôi em quay tứ phía luôn cho gia đình xem. Dạ, ở đây là những cái ót để trống nè. Hình như là kinh tế điều. Ở mọi nơi em thấy em đi nhiều khu vực chợ lắm mà nhiều bà con mình cũng nói đó, cũng nói là chợ vắng. Đây đi tới những gian hàng bán quần áo nè. Đó, đi đây là khu vực bán quần áo không gia đình. Mà thằng thấy người bán mà không thấy người mua. Mai mốt về anh ghé. Mấy sẵn lắm vậy. Đi mấy bước nữa là ra hết khu vực nhà lồng rồi gia đình. Đây là trước cổng chợ Đất Đỏ nha gia đình. Chợ Đất Đỏ mình ở đằng trước cái bảng có cái đồng hồ đẹp.
Còn đây là bên hông, bên hông nhà lồng bán chợ, bán quần áo gia đình, là nhà bà con mình ở, là bên phía tay phải em nè. Còn đi ra đó là hết khu vực chợ rồi. Rồi video cũng khá dài gia đình ạ. Em xin phép cô chú anh chị nha, em kết thúc clip ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em nha. Hôm nay Dũng ý là em đi chợ bà chợ đất đỏ, mà ở đây là chủ yếu là coi quay chợ bông, chợ hoa Tết cho gia đình mình xem. Nhưng mà đi lên trên đây em nghĩ chắc cũng còn sớm hay sao, mà ít thấy bà con mình bán bông lắm. Thành ra là chỉ thấy cảnh bà con mình sinh hoạt buôn bán như hàng ngày thôi. Rồi em chào cả nhà nha, bye bye. Trong cái lúc mà em chia sẻ có điều chi sai sót á, gia đình mình bỏ qua cho em. Bye bye gia đình.